Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên kênh VTC14. Như thường lệ, trước khi đến với những tin tức cập nhật về tình hình giao thông trên cả nước, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số liệu về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 7, do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 21 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 22 vụ, làm chết 14 người, bị thương 21 người. Đường sát xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông của Cục và cảnh sát giao thông đường bộ của các địa phương đã kiểm tra xử lý 10.499 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, một chiếc xe ô tô 7 chỗ lưu thông hướng từ Sài Gòn đi miền Tây đến huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì bất ngờ húc vào đuôi một chiếc xe tải nhỏ đi phía trước. Xe tải bị ô tô đẩy một đoạn khoảng 100 m, ủi văng qua lan can, lật ngửa dưới ruộng ven cao tốc. Tài xế và phụ xe tải tự đập cửa thoát ra ngoài, còn ô tô bị bẹp rúm phần hông, hai người bên trong bị thương, trong đó có một em bé khoảng 7 tháng tuổi. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang chuẩn bị tiến hành xây dựng trạm cấp cứu tai nạn giao thông đặt tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, gần đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi có thông báo tai nạn giao thông trên đường cao tốc, chỉ sau khoảng 10 đến 15 phút, cán bộ y tế có thể tiếp cận người bị nạn để cấp cứu và vận chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế. Trước mắt, trạm này sẽ phối hợp với trạm cứu hộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đủ khả năng thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu và vận chuyển người bị tai nạn giao thông đến cơ sở y tế. Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, một hành khách vừa bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng vì hành vi hút thuốc lá trên máy bay. Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN772 của Vietnam Airlines từ Sydney đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 7. Đây là chuyến bay dài, có hành trình bay dự kiến kéo dài 8 giờ 20 phút. Sau khi cất cánh được khoảng 3 giờ, nam hành khách 27 tuổi người Việt, quốc tịch Australia, số ghế ngồi 15H đã vào nhà vệ sinh trên máy bay để hút thuốc lá. Do hệ thống báo cháy làm việc, tổ tiếp viên đã phát hiện và yêu cầu khách này trở về chỗ ngồi. Tuy nhiên, hành khách này không chịu trở về chỗ ngồi, chống đối lại tiếp viên, rồi chốt cửa nhà vệ sinh lại và tiếp tục hút thuốc. Hành động này vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn hàng không, có khả năng gây hỏa hoạn trong chuyến bay. Theo đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hà Nội, sau nửa tháng triển khai kế hoạch tăng cường xử lý xe tải vi phạm đường cấm, giờ cấm, đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và xử lý gần 200 trường hợp xe tải vi phạm. Qua thống kê, lỗi vi phạm chủ yếu là phương tiện đi không đúng thời gian, tuyến đường theo quy định. Tiếp đến là lỗi về chở hàng quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tăng cường lực lượng chốt chặn tại những ngã tư, tuyến đường phương tiện vi phạm để xử lý. Tuy nhiên, nhiều lái xe lợi dụng địa bàn giáp danh, những tuyến đường giao cắt nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cảnh sát giao thông. Hydrocarbon có trong phân đoạn nặng của dầu diesel là chất phá hủy quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình, ngoài ra không tìm thấy chất lạ khác. Đây chính là kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Theo Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã nhận được kết quả giám định, ngoài tìm ra chất phá hoại quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh này. Theo đó, chất lỏng rơi ra từ xe ben ở vòng xuyến trên quốc lộ 1A vào ngày 13 tháng 7 được giám định là dầu thông, có thành phần chính là pinen. Các mẫu vật thu được trên mặt đường nhựa đều có thành phần tinh dầu thông. Dung dịch tinh dầu thông khi tiếp xúc với mặt đường làm giảm kết dính với lớp nhựa mặt đường. Trong khi đó, mẫu vật gửi giám định thu giữ vào đợt cuối tháng 6 năm 2015 được Viện Khoa học Hình sự cho biết, mẫu vật gửi giám định đều có hydrocarbon có trong phân đoạn nặng của dầu diesel. Ngoài ra, không tìm thấy hóa chất lạ khác so với mẫu vật so sánh. Kết luận đồng thời nêu, dầu diesel tiếp xúc với mặt đường nhựa làm giảm kết dính của lớp nhựa mặt đường. Trước đó vào cuối tháng 6, hai gói thầu số 10 và số 14 ở quốc lộ 1A qua Quảng Bình được ghi nhận có 8 điểm bị bong hỏng bởi hóa chất. Sở Giao thông Vận tải tỉnh này khảo sát thực tế và đánh giá đây là hành vi phá hoại có chủ ý.
Với mong muốn xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an thân thiện, gần gũi với nhân dân, Công an Hà Nội sẽ thí điểm mô hình cảnh sát sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát. Loại xe đạp này dựa trên nguyên mẫu của xe đạp thông thường nhưng đã được cải tiến và bổ sung một số tính năng riêng biệt phù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng cảnh sát trật tự, có in hình công an hiệu và dòng chữ Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Công an thành phố về việc thí điểm mô hình cảnh sát trật tự công an phường sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát, kết hợp công tác vận động tuyên truyền về trật tự đô thị. Theo đề xuất của Công an Hà Nội, để tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 và năm trật tự và văn minh đô thị, từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô chính quy, thân thiện gần gũi với nhân dân, Công an thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thống nhất, nghiên cứu thiết kế và sản xuất loại xe đạp dành riêng cho lực lượng cảnh sát trật tự công an cấp phường. Với việc tuần tra kiểm soát bằng xe đạp, cảnh sát trật tự công an cấp phường sẽ có điều kiện tiếp cận các ngõ ngách đường phố nhỏ để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn. Bộ Giao thông Vận tải ước tính trên toàn quốc hiện có hàng triệu xe mô tô điện, xe máy điện đang lưu hành. Để quản chặt hàng triệu chiếc xe máy điện, mô tô điện đang lưu hành, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an đề xuất Chính phủ cho phép miễn chứng nhận đăng kiểm và thuế lệ phí khi đi đăng ký xe trong thời hạn trước ngày 31 tháng 12. Theo quy định, xe mô tô điện và xe máy điện nhập khẩu hay lắp ráp trong nước muốn tham gia giao thông phải được cơ quan đăng kiểm cấp chứng nhận trước khi bán ra thị trường và phải được cơ quan công an cấp chứng nhận đăng ký biển số. Tuy nhiên, ước tính trên toàn quốc hiện có hàng triệu xe mô tô điện, xe máy điện đang lưu hành. Vậy nhưng hiện mới chỉ có hơn 39.000 xe có chứng nhận đăng kiểm và đủ điều kiện để đăng ký cấp biển số. Trong khi đó, chưa có thống kê về số lượng xe đã đăng ký, được cấp biển số, mà thực tế, ở nhiều tỉnh thành, số lượng xe đã đăng ký hiện nay vẫn bằng không. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người kinh doanh xe không tuân thủ quy định về sản xuất, nhập khẩu và lưu thông xe, nên bán xe không đủ chứng từ nguồn gốc, không có chứng nhận chất lượng. Người dân khi mua cũng chưa quan tâm, chú ý đến các quy định pháp luật liên quan. Do trước đây các cơ quan chức năng quản lý chưa chặt chẽ, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt khiến nhiều xe không rõ nguồn gốc, không đăng kiểm, đăng ký, vẫn được buôn bán và tham gia giao thông. Trước đó, Bộ Công an và một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ đề xuất thời gian miễn chứng chỉ đăng kiểm đến hết ngày 31 tháng 12. Bên cạnh đó, cũng đề nghị Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ miễn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng, hóa đơn bán xe và lệ phí đăng ký. Siết chặt tải trọng, mở cửa thuế quan đang khiến cho ô tô tải giá rẻ của Trung Quốc nhập vào nước ta tăng đột biến, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn. Đáng chú ý là chỉ trong 6 tháng qua đã có tới 26.000 xe được nhập khẩu về Việt Nam. Trong các dòng xe tải nhập mới đây, có sự gia tăng đột biến của dòng xe lạ như xe kéo semi-remorque kèm có ben tự đổ, tức là các xe dùng để chở vật liệu xây dựng có kích thước như xe container. Theo Cục Đăng Kiểm năm 2014, dòng xe lai giữa semi-remorque và ben này chỉ có 15 xe nhập khẩu, 53 xe lắp ráp trong nước. Nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, đã có tới hơn 556 xe nhập khẩu, trong nước lắp ráp 595 xe. Các loại semi-remorque tải tự đổ có thể tích thùng hàng lên tới 22 đến 25 mét khối, trọng tải khoảng 28 đến 30 tấn. Trong các dòng xe lạ này có sự góp mặt của thương hiệu xe Howard, còn gọi là xe hổ vồ, vốn được xem là sát thủ phá đường lâu nay. Dòng xe hổ vồ mới có đến 6 trục kéo theo một ben dài tương tự như một thùng container. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, những lan can cầu thấp từ lâu đã tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi có va chạm trên cầu. Và vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước, Đà Nẵng đã khiến cho 3 người thương vong, trong đó có 2 người văng từ trên cầu xuống đất ở độ cao trên 30 mét, thực sự là một lời cảnh báo. Người dân lo lắng cho những hiểm nguy có thể đến với mình bất cứ lúc nào khi đi trên cầu, bởi thực tế đây không phải là vụ tai nạn duy nhất, ghi nhận tại Hà Nội. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2014, tại nút giao thông vòng xuyến phía Nam cầu Trương Dương, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1989, trú tại Long Biên, Hà Nội, điều khiển xe máy lưu thông theo hướng sang Long Biên, do cố vượt lên để rẽ, chiếc xe máy đã lao thẳng vào lan can cầu. Cái cô đã bà nhá, cái vòng này thì lại đâm vào cái vỉa hè, cái tay vịn bên kia, thì bắn lên xong nhảy xuống dưới này, bắn người xe bên trên xuống dưới này, thành cầu này cao hơn nữa nó khoảng 50 phân, 30 phân nữa thì không bao giờ nhảy được, Bị rơi xuống đất ở độ cao 5 mét, chị Ngọc bị gãy tay. Cách đây một năm, một người khác đã thiệt mạng vì rơi khỏi cầu. Đây từng là nơi xảy ra hai vụ tai nạn giữa người điều khiển phương tiện xe máy đâm vào lan can cầu. Và trong cả hai vụ thì người điều khiển đều bị rơi xuống khỏi thành cầu. Nhìn vào mắt thường tại hiện trường có thể thấy đây là một khu vực cong cua. Khi mà có một lực va động mạnh và trực diện tại thành cầu sẽ rất dễ khiến cho người điều khiển phương tiện rơi khỏi thành cầu. Tuy nhiên nhiều người cho rằng điều này sẽ ít xảy ra hơn nếu như lan can cầu cao hơn. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng tại cầu Trương Dương này đã xảy ra gần chục vụ tai nạn khiến người và xe văng khỏi thành cầu. Đáng chú ý hơn, tình trạng trên còn xảy ra tại nhiều cây cầu khác trên địa bàn Hà Nội, nhất là những cây cầu có những đoạn cong cua. Cầu vượt tại Hà Nội qua các ngã tư thì những thành cầu này không được cao cho lắm. Những khi ví dụ khi có va chạm giữa hai xe hoặc xe máy hoặc với xe máy hoặc ô tô với xe máy thì có thể rất dễ ngã từ trên cầu xuống, rất nguy hiểm cho người đi xe. Thành cầu nó phải cỡ ngang ngực thì mình yên tâm, bởi vì khi nó thấp hơn mặc dù không chịu một cái tác động nào đó thì về mặt cảm giác là mình đã thấy sợ rồi. Lo lắng của người dân hoàn toàn dễ hiểu khi những cây cầu dù chắc chắn như cầu Vĩnh Tuy hay những cầu vượt lắp ghép đều có chiều cao thành cầu khá thấp. Và thực tế những vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra. Những cây cầu thể hiện cho sự phát triển về giao thông, kinh tế của một địa phương thì nay lại gây nên nỗi lo sợ cho người đi đường. Bản tin giao thông an toàn ngày 24 tháng 7 của VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo. We'll be right back.